Kính thưa quý vị và anh chị em, vì sao ma quỷ thù ghét Đức Mẹ? Linh mục người Ý Santa Papolin nói rằng Satan đứng sau một số vụ tấn công gần đây ở nhiều nơi trên thế giới chống lại Đức Trinh Nữ Maria. Cha cho biết mẹ là đấng trợ lực đầy uy quyền cho cha khi trừ quỷ. Theo kinh nghiệm 2.300 lần trừ quỷ của mình, tôi có thể nói rằng lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria thường gây phản ứng đặc biệt nơi những người bị quỷ ám. Cha Papolin, cũng là giáo sư đại học Gregory ở Roma, nói rằng trước thất bại của những vụ tấn công từ những người không tin Chúa, ma quỷ chuyển sang công kích và làm hoang mang người Công giáo bằng cách tấn công Đức Mẹ. Trong thời gian vừa qua, có những vụ như ở Parisa Casillas, trai giả gái người Tây Ban Nha mặc trang phục như Đức Trinh Nữ Maria và giễu cợt mẹ, và một vụ một người phụ nữ ăn mặc như Đức Mẹ đóng giả một vụ phá thai trong một cuộc biểu tình ở Argentina. Nhà trừ quỷ người Ý nói rằng đấy là bằng chứng của sự hận thù mà ma quỷ nhắm đến Mẹ Thiên Chúa. Những lúc trừ quỷ, khi tôi kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, ma quỷ nói với tôi rằng ta không thể chịu nổi người đó và ta cũng không thể chịu nổi ngươi nữa. Cha Papolin cũng cho biết rằng Công đồng Vatican II tuyên xưng Mẹ Maria, con cái Adam, khi sinh vâng với lời sứ thần truyền đã trở thành Mẹ Chúa Giêsu và đã ôm trọn ý định cứu độ của Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ được thánh hiến hoàn toàn. Cha cũng chỉ ra đoạn văn trong sách Sáng Thế mà cha thường dùng trong các nghi thức trừ quỷ, khi Chúa bảo con rắn rằng người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi. Trong nghi thức trừ quỷ, cha nói với ma quỷ rằng con rắn xảo quyệt nhất, ngươi không được phép lừa phỉnh nhân loại, bách hại giáo hội, hành hạ những người được Chúa chọn. Dấu hiệu thiêng liêng của thập giá ra lệnh cho ngươi. Mẹ Thiên Chúa vinh quang, Đức Trinh Nữ Maria ra lệnh cho ngươi trục xuất. Với sự khiêm nhường và thời khắc vô nhiễm nguyên tội, mẹ đã đạp nát đầu ngươi. Cha Papolin cũng nói rằng phản ứng mạnh nhất của ma quỷ trong tiến trình trừ quỷ là khi nói đến những lần Đức Mẹ hiện ra. Vì thế cha thường kêu cầu danh Đức Mẹ với những tước hiệu của mẹ ở Lourdes Đức, Fatima hay Guadalupe. Tôi cùng công thức này, Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Guadalupe, nữ hoàng của Ta Bê Giác. Linh mục trừ quỷ cũng cảnh báo công cụ mà ma quỷ thường sử dụng để giam lỏng chúng ta chính là tiền bạc, bởi nó cho chúng ta thỏa mãn những xung lực hội quy về khoái lạc và quyền lực. Satan nô dịch chúng ta, bóp méo sự thật và cho chúng ta ánh sáng mờ nhạt của nó, cho chúng ta một thứ tự do của nó và hứa những phần thưởng ngay lập tức cho những ý thích nhất thời của chúng ta. Cha Papolin khích lệ những người Công giáo hãy lên án những vụ tấn công đức tin, tổ chức và tham dự những buổi cầu nguyện, lặng hạt và tham dự thánh lễ ở những nơi mà quỷ kích động chống lại Đức Mẹ.